lưu lượng thọ do vì bảy tuổi xa đã mắc nguyệt quy ẩn tổ tiên xa rồi để chiều hôm nay một đời nếu cũng là bận số trách làm sao hỏi tôi ngày hôm nay có vợ có con có các chị các em các cháu từ quê Bắc Giang về đây để tìm chiếc linh sàng vác tay lê đỡ để nhắc tâm chắp tay để kêu ông này mãi ông về hướng can chén tuần xuân trong đi thế bây giờ cô con gái chưa về thì xin mời hai anh và đại diện gia đình mời bằng bác đi lên chúc ta chén rượu nhé. Lấy chúc linh sàm ơi con bác thì vẫn chưa về đây nhà ở đường xa lê hay trông về bên bác để thấy những con bác dâng cho bác phần theo mây bác ơi chúng con về đây vẫn dâng cho bác bác trên những điều bác ơi bác trên điều này để chúng con rút ra và thương bác những cha của mình bác ơi ngày hôm nay thì có gia đình tôi có vợ có con với anh em đôi ngoài quật bác nhớ đâu bà ơi hai đứa trai ấm cho bác ba tận theo lời thề bà ơi dừng dừng nước mắt lòng đầy khổ đau bà ơi yêu hồn bà có linh thiêng người bác về bác chứng giam cho anh cháu trai rất nhiều mời bác đi ông đi nghe nào xin mời bác gái đến hay cơm nào. Thank you.
anh ơi, lúc đầu em cũng đâu biết người em hỏi thăm anh. Anh ơi, mà con người chung em nào có tiếc gì đâu. Biển xa rồi tôi chỉ biển gần, đông ly lắm mắt cổ chuyện thương yêu nơi đâu. Anh ơi, tốt nắm tốt mắt đi đã sáng hầu, nhưng tốt tiếng đau của mà vẫn không nghe được người. Anh ơi, hãy nhắm mắt xuôi tay anh qua mà đời, em gặp về đây em cho anh tuần trà. Anh ơi, em hỏi anh có mà lệ nhòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.